Đổ mồ hôi trộm, đặc biệt vào ban đêm ở trẻ, dù thời tiết không nóng và trẻ cũng không đang hoạt động nhiều, là tình trạng thường gặp. Liệu đây là một hiện tượng sinh lý bình thường hay là dấu hiệu của bệnh lý nào ở trẻ? Có cần phải điều trị? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Linh Chi, trưởng khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Thông thường da mồ hôi trộm đó là triệu chứng bình thường hay còn gọi là sinh lý. Có nghĩa là khi nóng thì các con sẽ có đổ mồ hôi, và các cái vị trí mà các mẹ hay phát hiện thấy đó là ở vùng gáy hoặc là bàn tay, bàn chân. Và thời điểm mà các con hay ra mồ hôi trộm đó thường là cái lúc các con bắt đầu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu là da mồ hôi trộm sinh lý, mình chỉ cần để theo dõi và chăm sóc bé, lưu ý để con không bị lại. Và nguyên nhân thứ hai có thể gặp đó là khi các con không may thiếu các cái vitamin D hay thiếu canxi trong máu cũng làm ảnh hưởng đến và có triệu chứng đó trên lâm sàng. Trường hợp thứ ba là khi da mồ hôi trộm có thể là vì các bé có mắc các cái dị tật tim bẩm sinh mà có cái cơn tăng áp, có khó thở thì cũng vã mồ hôi. Khi mà trẻ có dấu hiệu da mồ hôi trộm nhiều và kèm với các con mà có chậm tăng cân hoặc chậm phát triển thể chất, hoặc bạn không vui chơi giống như trẻ cùng lứa, hay là bạn có thở nhanh hơn, mệt mỏi, thì gia đình nên cho con đi khám chỉ vì dấu hiệu da mồ hôi trộm đó, để chúng tôi có thể loại trừ cho bé những trường hợp không may các con có kèm với dị tật tim bẩm sinh hay những trường hợp mà các bé có thiếu canxi hay thiếu vitamin. Trên các kết quả cận lâm sàng thì có thể kết hợp với thăm khám của bác sĩ sẽ hỗ trợ bé để cải thiện tốt nhất. Khi mà các bé có các dấu hiệu da mồ hôi trộm, nếu các con vẫn phát triển bình thường, ăn uống, sinh hoạt không ảnh hưởng thì gia đình có thể theo dõi thêm cho con. Da mồ hôi trộm là một triệu chứng lâm sàng, không phải là một bệnh. Vì vậy, mình sẽ phải loại trừ là da mồ hôi trộm này là do vấn đề sinh lý, chỉ là do các cái nhiệt độ, thân nhiệt của bé không được phù hợp với môi trường. Thì lúc đó chỉ cần quan tâm đến ví dụ nhiệt độ phòng, cái trang phục của bé mặc đã phù hợp với mùa hay chưa, hay là bé có bị đói hay không. Tất cả triệu chứng đó là một cái dấu hiệu da mồ hôi trộm theo sinh lý. Tuy nhiên, nếu như bé là có thiếu canxi, thiếu vitamin D thì lúc đó mình cần phải bổ sung cho bé được phù hợp thì dấu hiệu da mồ hôi trộm sẽ được cải thiện. Còn những trường hợp không may do các dị tật đột tim bẩm sinh, các con sẽ có cái cơn gắng sơ sức, hay mình gọi là theo từ chuyên môn của chúng tôi là bé có cái cơn tăng áp động mạch phổi, cũng sẽ có dấu hiệu da mồ hôi trộm. Thì những trường hợp đó mình cần phải điều trị cho bé, hỏi các dị tật tim bẩm sinh thì triệu chứng lâm sàng mới hết.